Vivo Smartphone hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta nhận thấy trên sân khấu một dòng thác khói đang chảy xuống, có những bộ phận long lanh từ những chiếc lá sen. Liệu điều gì sẽ xảy ra trên một sân khấu huyền bí như thế này với ca khúc Bánh Trôi Nước đặc biệt của Hoàng Thùy Linh? Xin dành một tràng pháo tay nồng nhiệt. Thank you.
Hoàng Thùy Linh cùng vũ đoàn Hoàng Thông với phần biên đạo đặc biệt của biên đạo Minh Thư. Quá tuyệt vời. Thank you dancers. Quá giỏi. Thưa quý vị, một tràng pháo tay nữa cho Hoàng Thùy Linh thưa quý vị. Em mới biết sao không? Bài hay như vậy mà hồi nãy Khánh Thiên ngồi dưới nói xấu em không còn một cái gì nữa. Một mình anh binh vực cho em đó. Thiệt đó. Mà sao cái áo này có cái hoa... Ồ, giống hệt nhau. Hợp nhau quá anh ạ. Đẹp quá nhỉ. Áo này của ai thế? À, áo này của nhà thiết kế Thùy Nguyễn và Tăng Thành Công. Ồ, các quần cũng Tăng Thành Công luôn. Tăng Thành Công làm gì mà thích hoa với bướm dữ vậy ta? À, cảm ơn em. Một tràng pháo tay nữa cho Hoàng Thùy Linh thưa quý vị. Chết thật. Vivo Smartphone hân hạnh đồng hành cùng chương trình.